Em kính chào các quý anh chị. Em là Trọng Báu, chuyên viên kinh doanh dự án của tập đoàn Sun Group tại Sầm Sơn, Thanh Hóa. Video này em xin được giới thiệu về tổng dự án của Sun đang triển khai tại Sầm Sơn với quy mô là 1.260 hectare. Trước mặt quý anh chị đây là quảng trường biển với quy mô là 37 hectare, sản phẩm mở bán là shop house. Thời gian mở bán bắt đầu từ tháng 4 năm 2021, khi đấy Sun còn chưa giải phóng hết mặt bằng, chỉ có hơn 1 tháng mở bán, cần 500 căn shop house tại quảng trường biển hết sạch bảng hàng. Quảng trường biển là trung tâm duy nhất tại Sầm Sơn, nơi diễn ra lễ hội và sự kiện của tỉnh và thành phố. Khu A với tổng sản phẩm hơn 200 căn shop house hiện tại đã đi vào hoàn thiện và chuẩn bị bàn giao. Hiện tại có một số block chậm tiến độ ở khu A, đó là A5, A6 và A10. Khu A giao với 3 con đường lớn, đó là Nguyễn Hồng Lễ, Nguyễn Du và đường Cải Dịch. Đến với khu E có tổng số sản phẩm gần 200 căn shop house, là phân khu gần biển, rất lợi thế để kinh doanh lưu trú. Khu E giao với 3 đường lớn, đó là đường Thanh Niên, Cải Dịch và Nguyễn Hồng Lễ. Hiện tại mặt bằng ở khu E chưa được giải phóng hết, thế nên vẫn đang chậm tiến độ ở các block, đó là E5, E6, E8, E9 và E10. Ta đến với khu F, tổng số sản phẩm hơn 40 căn shop house, hiện tại đã hoàn thiện và chuẩn bị bàn giao. Khu F lợi thế kế cận nhà hát Vỏ Sò, lớn nhất tỉnh Thanh Hóa và giao với đường Nguyễn Du. Hiện tại quảng trường biển đã hết hàng của chủ đầu tư. Quý anh chị nào có nhu cầu mua và bán chuyển nhượng, xin liên hệ số điện thoại 08233 19465 gặp em Trọng Báu. Khu P với tổng số sản phẩm gần 40 căn shop house, hiện tại mặt bằng của khu P chưa được giải phóng hết nên vẫn đang chậm tiến độ ở một block B1. Dọc theo trục đại lộ Boulevard rộng 120m, sản phẩm là Boutique Hotel, thiết kế xây dựng 9 tầng nổi và 1 tầng hầm, phù hợp với các nhà đầu tư có kiến thức kinh doanh về khách sạn hoặc nhà hàng, có thể khai thác tối đa về dòng tiền và lãi vốn trên chính bất động sản. Bám theo trục đại lộ Boulevard là công viên Sun World,
với quy mô là 34 hectare, là một trong những công viên vui chơi lớn nhất Việt Nam. Ta đến với phân khu Riverside Village với quy mô là 29 hectare, sản phẩm mở bán gồm shop house và biệt thự. Thời gian mở bán từ tháng 10 năm 2021, hiện tại đã hết hàng của chủ đầu tư. Quý anh chị có nhu cầu mua và bán chuyển nhượng, xin liên hệ số điện thoại 08233 19465 gặp em Trọng Báu. Quý anh chị đang nhìn thấy một căn nhà mẫu tứ lập tại khu Riverside Village. Tường trắng gạch đỏ, phong cách kiểu Miami của Mỹ. Là phân khu kết nối lượng khách giữa trong và ngoài tỉnh, giao với ba con đường huyết mạch đó là đại lộ Nam Sông Mã, đường Duyên Hải ven biển và đường Tây Sầm Sơn. Đối diện với Dơ Linh là công viên Sun World, một nguồn lượng khách khổng lồ của phân khu. Hiện tại, Dơ Linh là phân khu cuối cùng có sản phẩm shop house của tổng dự án tại Sầm Sơn. Quỹ căn số lượng có hạn. Quý anh chị có nhu cầu quan tâm, xin liên hệ số điện thoại 08233 19465 gặp em Trọng Báu để được nhận thông tin chính sách bán hàng và giá của chủ đầu tư.